Theo cuộc trồng trọt, hiện nay tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện thành công được nhiều mô hình sản xuất lúa tiên tiến, trong đó có mô hình chuyển đổi nông nghiệp bền vững gọi tắt là VNSAT. Mô hình được thực hiện với các kỹ thuật tác động trực tiếp vào hiệu quả sản xuất như ba giảm ba tăng, 1,5 giảm đã tạo lợi nhuận rồng tăng 30% so với canh tác truyền thống. Chi phí lúa giống giảm từ 30 đến 40%, chi phí phân bón giảm bình quân 35%, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm 48% và lượng nước tưới cũng giảm. Dựa vào kết quả đo đạt từ đồng ruộng, ước tính VNSAT đã giúp khoảng 1,5 triệu tấn đã giúp giảm khoảng 1,5 triệu tấn CO2 một năm. Nếu mô hình này được nhân rộng thì tiềm năng đóng góp vào mục tiêu giảm khí phát thải của quốc gia và của ngành là rất lớn. Bên cạnh đó, nguồn nước sử dụng tiết kiệm trong mô hình và áp dụng song song với các giống lúa cho năng suất cao sẽ mang lại thêm lợi nhuận cho nông dân.